Cái đi nhà. Rồi. Nào. Đầu tiên là cho Tiêu Thố xin được phép xin chào gia đình nhà Xoài. Không biết là gia đình nhà Xoài hiện đang như thế nào rồi ạ? Đầu tiên thì gia đình mình xin chào bạn Tiêu Thố và các độc giả của kênh 14. Không ạ. Trong thời gian hiện tại thì gia đình mình cũng như các gia đình khác là đang ở nhà này và chấp hành rất là nghiêm chỉ thị 16. Và đợt này thì chúng mình chỉ ở nhà thôi và có những hoạt động ở nhà xung quanh việc chăm sóc Xoài và em bé Dừa. Dừa. Thế bây giờ là phỏng vấn cảm xúc luôn của người thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình nào, Xoài. Bé Xoài cho cô biết. Hả? Bảo gì? Bạn là Xoài 5 tuổi. À, Xoài 5 tuổi. Rồi, Xoài 5 tuổi. Thế Xoài 5 tuổi, chú bé Xoài 5 tuổi cho cô biết là cảm nhận của bé Xoài khi mà được tham gia phỏng vấn của chương trình Khách Sao Làm Vậy nào? Con thấy như nào? Con đang như nào? Con đang vui. Bây giờ con muốn làm gì không? Bây giờ con muốn làm gì? Trang bị cho mẹ. Bé Xoài đã sẵn sàng chưa để cô Tiêu Thố trao một cái thử thách vô cùng là trọng đại cho bé Xoài nào? Bé Xoài sẵn sàng chưa? Cô cho nhiệm vụ. Cô cho con nhiệm vụ. Ok không? Con nói đi, con có ạ. Con gì? Con có ạ. Rồi, cái thử thách đặt ra cho bé Xoài là bé Xoài sẽ cùng ba mẹ đưa cô Tiêu Thố cùng các cô chú anh chị đi tham quan nguyên tất cả những cái gì góc đẹp nhất trong căn nhà của Xoài, có được không? Nhất trí chưa? Nhất trí không? Nhất trí chưa? Nào, high five. High five. Ôi, dễ thương quá. Ok. Chúng ta bắt đầu nha. Nào, Xoài ơi, bắt đầu. Bắt đầu với phòng nào ở Xoài? Bắt đầu phòng nào? Kia, phòng làm việc của bố mẹ. Phòng làm việc của bố mẹ, rồi. Tôi phải đang dắt mọi người xem phòng làm việc. Con giới thiệu cho anh Hoàng có những đồ đạc gì? Không có máy tính. Tất cả tấm giấy in, còn đây là ghế. Ế? Còn đây là tủ. Cái tủ rồi. Còn đây là ghế gầm bàn. Ghế gầm bàn. Trên kia có gì không sao? Có ảnh của ai kìa? Con lên kiểm tra xem. Ôi giời, đứng lên đấy luôn. Cẩn thận ngã nhá. Ảnh của ai đây? Ảnh của ai nào Xoài ơi? Có ảnh bạn Xoài ở đây. Ảnh của bạn Xoài xinh quá. Ok. Xoài rất thích cô đi phòng khác nào, phòng tiếp theo. Phòng tiếp theo là phòng nào Xoài? Xoài chưa quay phòng khách à? Xoài nhầm rồi. Này có cái chân. À, đây là có cái tivi rồi. Đây là Xoài. Còn đây là hành tinh. À, có cả vũ trụ. Đây cũng là hành tinh. Đây là một số góc trang trí. Nào, Xoài phòng tiếp theo. Phòng tiếp theo chính là đây. Ôi, Xoài chạy nhanh quá. Chính là nhà của gia đình nhà Xoài đề co rất là đẹp luôn. Chủ yếu là màu nâu đúng không ạ? Chủ yếu là màu trắng này, màu be và một ít màu xám nữa. Nhưng mà nói chung là đều thiên về tông màu xám. Nào sao? Ở phòng bếp này để mình làm gì? Sao có giới thiệu phòng bếp có gì không? Tủ lạnh. Có tủ lạnh, ok. Rồi, tủ lạnh ai cũng biết rồi. Rồi. Có cốc vắt nước. Có cốc vắt nước. Có cái vòi nước rửa bát. Đúng rồi, rửa bát. Ok. Rồi. Xoài chi tiết quá rồi nhỉ. Bây giờ đến phòng nào. À, đúng rồi, đây là góc giải trí của nhà mình. Khu vực này chắc là Xoài không quan tâm lắm vậy. Đây không có chỗ chơi của Xoài nên là Xoài đã chạy qua luôn. Xoài phải lớn nhanh để còn chơi được bia với bố nhá. Ok. Ok. Thế đây là phòng nào nào? Ok. Đây là phòng của bố mẹ. Phòng bố mẹ thế sao lại có một cái nhà của Xoài này?
Hả? À? Sao trong nhà bố mẹ có nhà của xoài? Đây là phòng của xoài luôn ạ. À? Đây mình sẽ quay lùi ra để cho mọi người có thể xem đây là cái nhà xoài trong phòng bố mẹ. Không, xoài đợt này thì đã chuyển ra ở riêng ở đây. Nhà riêng của xoài đây. Xoài ơi, xoài giới thiệu một chút đi về căn phòng của xoài nào. Nào con giới thiệu về nhà của con đi. Đâu đâu là nhà của con? Đây. Rồi. Nhà con có những gì con dắt mọi người vào xem nào. Có chăn. Có anh. Nào con chỉ thôi, con chỉ. Đánh cho mọi người như tiền này. Rồi, ok. Đây là phòng của xài, mình sẽ room tour cho mọi người xem. Có cả ghế salon ở trong nhà này. À, con ngồi lên ghế salon quá. Đi. À, wow. Ai chà, có tranh. Có cả tranh, xoài vẽ và treo lên tường. Đây là tranh của xoài. Trời. Tóc xoài ngủ và ảnh. Tranh xoài vẽ này. Và đây là góc căn nhà đất này. Trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi xoài ơi, xoài giỏi, giỏi lộn quá. Đây là bên cạnh nhà riêng của xoài. Cho em dừa. Cái này thì đã được set up từ trước khi bạn dừa ra đời. Nhưng mà hiện tại thì dừa đã chiếm đóng phòng của anh xoài để ngủ riêng để cho yên tĩnh hơn. Nào, đi ra. Ok, nào. Phòng tiếp theo chưa? Tiếp theo nào xoài ơi. Ơi, phòng tiếp theo, phòng tiếp theo. Con này phòng quần áo à? Đây là ban công. Còn đây là đèn. Đèn. Ra chú bé xoài. Xoài ra tới cây không? Quần áo. Xoài ra tới cây không? Có. Nào để bố mở cho. Thôi. Ồ. Có con này. À, con bọ à? Cái con này. Ừ, có kệ nó không sao, từ đất nó nhảy ra. Thôi, xoài tưới cây đi nào. Xoài tưới cây nào. Xịt vào cây cơ mà xoài. Trời ơi. Để làm gì đấy? Để xịt cho trời mưa. Tưới cây cơ mà xoài. Cây đâu? Cây đâu nào xoài ơi. Mời, mời. Xoài ơi, liệu còn phòng khác nữa cho cô đi xem không nào? Còn. Còn rồi, hay quá. Trong này thì là phòng xoài nhưng mà tại vì là... Em đang ngủ đây không vào được. Em đang ngủ đây không vào được. Em vừa đang ngủ nên là chúng mình không thể dắt mọi người vào phòng xoài. Em đợi dịp sau nhá. À, xoài cho mọi người xem chỗ xoài bơi. Và cho mọi người xem chỗ xoài bơi nào. Chính ra là căn nhà của nhà mình rất là rộng đúng không ạ? Và phải đâu? Đây là bể bơi của xoài. Bể bơi thật ra chỉ là bồn tắm. Còn đây là chậu tắm của em. Chậu tắm của em. Ok. Ôi xinh xắn mình... quá. Thế là mình đã hết phòng chưa hả xoài? Mình hết chưa? Là cũng hết rồi. Hết rồi, phải à? Vậy thì gia đình nhà xoài về vị trí để chúng ta cùng tiếp tục thử thách tiếp theo nào. Ok. Có phòng này nữa. Có phòng này là nhà của xoài nữa. Không. Đây là nhà của em vừa. Nhà kia là nhà của xoài. Đấy không phải nhà. Chỗ này xoài còn trốn ở bố thôi. Ôi, bây giờ mình lại ra để có nhiệm vụ gì đấy? Ban công! À, không sao. À, vẫn là ban công. Con nhà này nhìn nhỏ nhắn nữa, rộng rãi. Rồi. Rồi, à, mình về vị trí ban đầu nhá. Rồi ạ, sau khi mà gia đình nhà xoài đã về đúng vị trí cũ, thì bây giờ gia đình nhà xoài đã sẵn sàng để cho thử thách thứ hai chưa ạ?
Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Ok. Sẵn sàng rồi. Cô thầy thú sẽ có hai cái vật dụng để cho xoài chọn. Và những vật dụng này sẽ tương ứng với một thử thách. Tương ứng thử thách thứ nhất là xoài sẽ cùng với bố để make up cho mẹ, trang điểm cho mẹ để trả lời những câu hỏi nhanh. Đấy. Còn cái thứ hai là xoài cùng bố mẹ nấu một món ăn và trả lời câu hỏi nhanh. Xoài đã sẵn sàng để chọn vật dụng chưa? Vâng rồi ạ. Ok, hôm nay cô lại là hai món đồ, xoài chọn món đồ nào nào? Chọn cái nào? Thì đầu tiên sẽ là câu hỏi của bố mẹ trước. Phải sẵn sàng chưa? Thế à, chúng ta có những cái dụng cụ để trang điểm cho mẹ chưa nào? Thế xoài lấy cái dụng cụ trang điểm cho mẹ nào? Thái ơi, phải trang điểm của Tinh nhá. Ok. Bố và xoài cứ thỏa sức sáng tạo đi. Không có vấn đề gì hết. Đây là tí má hồng cho mẹ đi. Thế là màu hồng. Rồi, và bây giờ thì bố sẽ bắt đầu đọc câu hỏi cho anh Sơn và chị Trang sẽ trả lời câu hỏi nhanh như sau. Trong thời gian gần đây, một ngày của nhà xoài thường bắt đầu lúc mấy giờ? Nếu mà trung bình thì sẽ là khoảng 10 giờ, tại chúng mình sẽ ngủ nướng. Ai sẽ là người dậy đầu tiên? Cho chính là mẹ. Mẹ xoài sẽ là dậy đầu tiên. Luôn. Ai là người nấu ăn ngon nhất? Em. Mẹ xoài nấu nhiều hơn nên chắc là phải ngon hơn rồi. Kể ra 3 tật xấu mà bạn hy vọng đối xương phải sửa ngay và luôn. Tức là ba thôi xấu. Thì chị Trang nói trước đi. Chị Trang nói trước là tật xấu của anh Sơn đi. Hơi lười. Sửa luôn. Không kiên nhẫn. Không kiên nhẫn. Không kiên nhẫn là không kiên trì. Không kiên nhẫn. Sửa luôn. Không kiên nhẫn là như nào? Là cái gì anh cũng sẽ có một thời gian thôi và dễ nhanh chán và không làm đến cùng. Anh Sơn tiếp tục trả lời thay cho chị Trang ba điều mà chị Trang cần phải sửa ngay và luôn. Chị Trang là cũng khá bất nạt anh. Em phải sửa luôn. Tại vì dạo gần đây thì mới đẻ bé nên là mình thấy cũng vợ mình cũng rất là chăm em bé rồi, nên là mình cũng không muốn bắt lỗi những cái khác. Và vợ vừa đẻ em bé xong thì cũng không dám mắc lỗi nhiều với vợ. Trong nhà ai sẽ là người giữ tiền? Đố xoài biết đấy. Wow. Là ai nào? Trong nhà mình thì thực ra là không phân chia là ai sẽ là người giữ tiền, mà bọn mình có một cái kết và trong đấy thì là tiền chung của chồng. Và ai có việc gì chính đáng thì sẽ tự động lấy cái số tiền ra để giải quyết công việc thôi. Hai vợ chồng từng dỗi và cãi nhau qua 24 giờ chưa? Nói chung là có rồi, chắc chắn là có rồi. Ok. Tôi đã có gia đình và hai đứa con nhưng tôi vẫn ham chơi, có phải không? Đúng. Chính xác. Tôi đang có bí mật với người kia. Đang giữ bí mật. Không có. Anh Sơn à? Chưa có bí mật. Ôi xuất sắc quá, gia đình xuất sắc quá. Đối phương lưu tên bạn trong điện thoại là gì? Anh Sơn chưa? Bố xoài. Mẹ xoài. Lâu lắm rồi. Là có chồng rồi tôi vẫn sẽ si mê hàng tá những trai đẹp trên phim. Không luôn. Mình, wow. Mà mình không si mê. Không mình. Không thật không nhỉ? Lần trước khen mấy anh Hàn Quốc thì chỉ khen mấy anh da đẹp thôi. Nghe bảo trăm dừa sẽ dễ hơn trăm xoài ngày xưa rất nhiều. Có phải hay không? Chính xác. Vì chúng mình chuẩn bị tâm thế để gầy đi khi mà chăm em bé, nhưng mà thực tế thì lại cả hai cùng béo lên. Dừa quấn ai nhất trong nhà, bố hay mẹ hay là xoài? Dừa thực ra là một em bé khá là thân thiện, cứ gặp ai vui vẻ là cười hết, nên là ai trông được. Ai trông thích, ai quấn. Xoài có phải là một ông anh đạt chuẩn không nhỉ?
theo đánh giá của bố mẹ? Theo mình thì với mấy bé 5 tuổi thì xoài là rất là quá là nhanh nhẹ. Tính xoài giống bố hay giống mẹ nhiều hơn? Không giống bố, không giống mẹ mà giống bác, bác quý mẹ. Giống bác quý mẹ. Nói xấu xoài đi nào, hai vị. Xoài là xấu gì nào? Rất là mềm nheo. Mềm nheo. Rất là cảm xúc, nên là hay khóc. Tức là có thể đang khóc thành cười luôn, hay đang cười thành khóc luôn. Cảm bảo sao giống bác. Nào, bà cũng rất là nhanh chán. Đấy, chẳng không không nhận. Đấy, là mất tập trung. Mất tập trung. Rồi, sẽ có em dâu, em dứa. Nói chung là sẽ có một em nữa cho anh xoài chứ nhỉ. Cái này thì chưa dám nói trước. Chưa chắc chắn. Nhưng mà xoài có thích không? Xoài có thích có em nữa không? Xoài có thích có em nữa không? Nhưng mà thích có hai em. Hai em. Ủa xuất sắc quá xoài ơi. Vậy thì cũng xin là sau câu trả lời này mời xoài đến làm nhân vật chính. Tiếp theo là thích là... mùa trăm em. Xoài nào. Bây giờ cô sẽ hỏi con nhá. Nào, tập trung trả lời nhá. Tập trung trả lời. Xoài vừa make up cho mẹ vừa trả lời nhá. Xoài có yêu em dừa không? Có. Có gì? Xoài yêu ở nhà ai là lười nhất? Bố lười. Em dừa mà khóc thì ai sẽ là người chạy đến chỗ em đầu tiên? Xoài vỗ. Xoài đầu tiên. Xoài vỗ đầu tiên. Xoài rất là lo cho việc em khóc. Nếu mà xoài khóc nhè nhiều hơn hay là em dừa khóc nhè nhiều hơn? Xoài. Xoài. Thực hiện luôn. Em dừa khóc thì xoài dỗ như thế nào nào? Thực ra thì em khóc còn xoài vỗ em một cái, thế là em hết khóc không? Câu hỏi xoài thích ai nhất trong nhà? Bố Sơn, mẹ Trang hay là em Dừa? Thích ai nhất nào? Thích ai nhất trong nhà? Thích cả nhà. Nếu mà chọn một thì con chọn ai? Nếu một thì con chọn ai? Ước mơ của xoài sau này, xoài sẽ trở thành ai? Xoài sẽ làm gì? Đi hành gia. Đi hành gia rồi. Ôi trời ơi, mơ mộng quá. Ôi rồi, thế thì cô cũng chúc con sớm trở thành phi hành gia khi mà con lớn lên nhá. Gia đình nhà xoài cho chính cho gia đình mình một tràng vỗ tay nào. Nào, xoài ơi, con cảm nhận là sau khi mà tham gia cái phần thử thách vừa rồi thì con cảm thấy như thế nào nào? Xoài ơi, bây giờ con giới thiệu cái gương mặt mà con vừa trang điểm cho mẹ xong nào, con thấy có đẹp không? Xoài sợ là mẹ xấu lắm nên là sẽ rất nhẹ nhàng. Ôi chà, xong chà. Được chưa xoài? Được rồi. Thật ra là bình thường là xoài cũng khá là khéo tay. Nên là xoài sẽ không làm kiểu bị lem luốc quá đâu. Ai chà. Gia đình mình đã trải qua cái thử thách này xong rồi thì gia đình mình có muốn đưa cái thử thách này tới cho ai, nhân vật nào tiếp theo? Thế là nhận thử thách của chương trình thách sao làm vậy không ạ? Mình sẽ thách nhà Ba Duy Nam Thương này. Ba Duy Nam Thương. Anh chị Bích Ly này. Anh Kiên chị Heo. Kiên chị Lan. Gia đình nhà Cam Cam rồi ạ. Tiếp tục cũng xin thay mặt chương trình chúc gia đình anh chị Trang Lô cùng anh Sơn, bé Xoài, bé Dừa có một sức khỏe trong mùa dịch. Và chúc bé Dừa, bé Xoài sẽ càng ngày càng ăn ngon cháu lớn ạ. Cảm ơn. Mình cảm ơn khi gặp đi đến chương trình không ạ? Hay là sẽ tặng mọi người một bức tranh? Con vừa bức tranh con vẽ cho mọi người xem vậy. Gần đây con vừa vẽ bức nào? Không sao, giới thiệu cho mọi người nào. Đâu, con để vào đây nhưng các cô mới nhìn thấy được. Rồi. Oh. Wow. Ước mơ phi hành gia đây. Xoài ơi. Trời ơi. Xoài ơi, con giới thiệu bức tranh con vẽ đi nào. Đâu, bức tranh con vẽ đâu. Xoài đi. Nào. Hai nước.
cái này là cặp bố cặp mẹ cặp xoài vẽ. Rồi đây là má chờ mẹ mẹ vẽ to xong rồi xoài tô màu. đây là trái đất. Đây là cái gì mà hành tinh. Đúng, hành tinh, đúng rồi. Trắng trắng là ngôi sao. Giỏi quá. Xoài ạ. Con cảm ơn cô đi. Được rồi, về thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Xin chúc gia đình nhà Xoài có sức khỏe trong mùa dịch. Xoài và bé Dừa sẽ là ăn ngoan chóng lớn để không làm phụ lòng mong mỏi của cha mẹ nha. Gia đình mình cũng gửi lời cảm ơn chương trình đã cho gia đình mình một cái hoạt động rất là vui trong những cái ngày chống dịch này, và cả gia đình có thêm một cái hoạt động mặc dù là mặt mẹ sau thử thách thì hơi bị lêu nhem một chút. Và gia đình chúng mình cũng muốn gửi lời chúc tới tất cả mọi người và chúc cho mọi người sẽ có một cái sức khỏe tốt trong thời điểm này, và tất cả chúng mình sẽ cùng an toàn vượt qua mùa dịch. Xin cảm ơn gia đình nhà Xoài rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. 1, 2, 3. Bye bye. Bye bye.